7 người bị tắc ruột vì hồng giòn trong 2 tháng. Báo Người Lao Động dẫn nguồn từ Bệnh viện Huế cho biết, trong vòng 2 tháng qua, đã có đến 7 người bị tắc ruột vì ăn trái hồng giòn được đưa đi cứu cấp. Báo này dẫn lời ông Lê Lộc, trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Huế, chiều ngày 1 tháng 12 2014, nói rằng tất cả các bệnh nhân này đều có cùng một triệu chứng, đó là bị đau bụng, buồn nôn và bí tiểu tiện. Theo các bác sĩ điều trị, các bệnh nhân bị tắc ruột vì bã của trái hồng giòn. Nguồn tin này nói rằng bệnh nhân nhai không kỹ khi ăn trái hồng giòn và phần khác vì hồng giòn có nhiều chất xơ và chất chát. Ông Lê Lộc kêu gọi người dân không nên ăn quá nhiều trái hồng giòn trong cùng một lúc. Trong số 7 bệnh nhân kể trên, có người cho biết là đã ăn một lúc tới nửa kilo hồng giòn. Ông Lê Lộc cũng cảnh cáo rằng chứng tắc ruột vì thức ăn có thể dẫn đến chết người nếu không được phát giác và điều trị kịp thời.